mu sa hòa đà về ra ma ni sẽ khả bà đằng sa ma đi à mi đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Mu sa hòa đà về ra ma ni khả bà đằng sa ma đà mi đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Ra mê ra yama chấp bà ma đa tha na về ra ma ni sẽ khá bà đăng sa ma đi à mi đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Surame raya machapa madatana về đất mình đi sikha và đằng samariya đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vika la vô ra na về ra ma ni sẽ khá ba đăng sa ma đi a mi đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapo chana về đi samadhiya đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nát cha y ta và đi ta vi su ca đa sa na ma la gan tha bi đề tha na ba tha na tha ra na man đa na vi phu sa na tha na về ra ma ni sẽ khá ba đằng sa ma đi a mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức. Nó chắc ghi tắc hoa đi tắc quý su Cá đắc xa nà mà là gần tắc quý đề Bá nạch hà rắc mạnh Rắc nạc mạnh đắc nà quý su Sá nạc hà nà Vê rắc mạnh ni sĩ khá bạc đăng sá mà đi dà mì Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch Thưởng thức ca vũ nhạc kịch Trang điểm và mang đồ trang sức. Ốc già sẽ ra nà ma ha sẽ ra nà về ra ma ni sẽ khả ba đằng sa ma đi à mi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucha sajana maha sajana vedamani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athangasamanna gatang buddham buddhapanyattang upasathang imang cha Vipassana Abhirakkhitum Samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn duy trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani Atthasikha Ani Upima Abhamadena Sammarakhitampang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chăng nên với vui. Pante, chúng con xin thành kính phụng hành. Sīlena sukha tanh yanti, sīlena phokha sāmbara, sīlena nipo tanh yanti, tasmā sīlena viso Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thuộc lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng,
cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo từ ân, những lời chân thật tác thành thắng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung. Phật quát tu sắp bà măng gà lăng rác khăn tu sắp bà đê quát tu sắp bà bù trà nữ phá quê nà sà đà sò thị phân quán tu tê. Phật quát tu sắp bà măng gà lăng rác khăn tu sắp bà đê quát tu sắp bà hàm mà nữ phá quê nà sà đà sò thị phân quán tu tê. Phật quát tu sắp bà măng gà lăng rác khăn tu sắp bà đê quát tu sắp bà sẵn khá nữ phá quê nà sà đà sò thị phân quán tu tê. Tất cả phương pháp hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường nhận đến người, cầu xin do quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ sa thụ sa thụ lành thay, chúng con xin thay mặt giới tử sum sum kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã truyền bát quan trai giới cho chúng con hôm nay, còn kính đảnh lễ thượng tọa mấy vợ rum. Bây giờ thì xin mời tiếp tục chương trình, xin mời MC tiếp tục chương trình ngày hôm nay. Nam mô Thầy Giác. Dạ, Nam Mô Bức Thà Giá. Con Từ Mẫn xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Và con xin thân để chúng thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh và Xích Lan Gia Nguyệt đã thay mặt đạo tràng thọ bát quan trai giới. Nam Mô Bức Thà Giá. Đây là chương trình Phật Pháp của Bức Thà Thăm Má trên Phao Thó, mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam, từ 8:30 đến 10:30 PM tối. Hao Son 7:30 đến 9:30 sáng. New York 8:30 đến 10:30 sáng. Cali 5:30 đến 7:30 sáng. Paris 2:30 đến 4:30 chiều. Sydney 11:30 tối đến 1:30. Con Từ Mẫn thành kính lễ quý chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ tư 25 tháng 12 năm 2013, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Bài 22 Kinh Ví dụ con Kinh Hạ. Bài 22 Kinh Con Rắn. Sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Dạ, để mở đầu chương trình, con thành kính cung thỉnh
Thượng tọa Tệ Siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Thịnh Văn Điện Đức Phật. Kính chào Thượng tọa Dịch Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tích. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài kinh xà dụ, kinh ví dụ con rắn. Ngày hôm qua chúng ta đã nghe hai cái thí dụ về một người bắt rắn nội dung của bài Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ, xin đạo tràng có nghe được tín hiệu của con, cho con vui lòng cho con biết được tín hiệu. Dạ. Dạ con thấy Thượng tọa Tệ Siêu còn trong room, nhưng có lẽ là Ngài đã bị rớt mất. Dạ con kính cung thỉnh Ngài Thượng tọa có nghe được âm thanh của con, xin Ngài vui lòng cho con biết tín hiệu là Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ con xin quý đạo tràng kiên nhẫn chờ đợi trong giây lát. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ, con xin xuống mất.
Đức Phật Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá, con dạ Nam Mô Bụt Tha giá, dạ con tự mẫn, con xin đọc bài chánh kinh. Dạ xin xích vui lòng xích Phong Lan vui lòng bót bài dùm tự mẫn. Dạ xa thủ xích. Hôm nay thứ tư ngày 25 tháng 12 năm 2019 Phật lịch 2563, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt ngài, bài 22, Kinh Ví Dụ Con Rắn, Alagadu Bama Sutta tiếp theo, 324 đến 327 sẽ do Thượng Tọa Pháp Căn giảng giải. 324. Thế giới quan bị nhận thức sai lạc là những gì? Thế giới đó thế giới đó ở đây gọi là kiến xứ, gồm sắc uẩn hay thân, tức những gì thuộc vật chất, thọ uẩn hay cảm giác khổ lạc, không khổ không lạc. Tưởng uẩn hay nhận thức từ kinh nghiệm, từ những từng trải, hành uẩn hay tạo tác, chọn lựa, chủ trương của tâm thức. Uẩn là cái biết của các quan như thị giác, thính giác, khứu giác. Đối tượng của năm uẩn gồm những gì được thấy, được nghe, được cảm xúc, được ý thức, được đạt tới, được tìm cầu, được ý suy tư. Nhận thức sai lạc là sự chấp thủ. Cái này là của tôi. Cái này là tự ngã của tôi.
Và bất cứ kiến xứ nào nói đến, nói kiến xứ nào đều nói rằng đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi. Đối với một vị đệ tử Phật hiểu nhiều về Pháp, có đi đến yến kiến các bậc thánh, thuần thục các Pháp bậc thánh, tu tập Pháp các bậc thánh, đi đến yến kiến các bậc chân nhân, thuần thục Pháp các bậc chân nhân, tu tập Pháp các bậc chân nhân, sẽ không có những chấp thủ trên. 325. Cái nhìn sai lạc tạo nên hậu quả gì? Đó là những lo âu, phiền muộn, căng thẳng do ảo giác tạo thành. Có thể có, này tỳ kheo, ở đây có người nghĩ như sau: cái gì chắc chắn là của tôi, nay chắc chắn không còn là của tôi. Cái gì chắc chắn có thể là của tôi, chắc chắn tôi không được cái ấy. Người đó sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh. Này tỳ kheo, như vậy có cái không thực có ở ngoài, có thể gây lo âu phiền muộn, có thể có. Này tỳ kheo, ở đây, này tỳ kheo, có người có tà kiến như sau: đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết tôi sẽ thường hằng, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi. Người này nghe Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp để bạc trừ tất cả kiến xứ, cố chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tịnh chỉ mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ khát ái đưa đến ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Người đó có thể nghĩ như sau: chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc chắn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không tồn tại. Người đó sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh. 326. Thế nào là sự nhận thức đúng đắn về thế giới theo lời Phật dạy? Tất cả những gì thủ đắc đều vô thường. Chư tỳ kheo, các ông có thể một vật sở hữu nào được nắm giữ, và vật sở hữu được nắm giữ ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển. Có thể trú như thế này mãi mãi không? Bạch Thế Tôn, không. Lành thay, các tỳ kheo, ta cũng không thấy một vật sở hữu được nắm giữ nào mà vật sở hữu được nắm giữ ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chuyển biến, có thể trú như thế này mãi mãi. Chấp ngã đối với những gì vô thường thì sanh ra. Này các tỳ kheo, các ông có thấy ngã luật thủ nào mà ngã luật thủ ấy được chấp thủ như vậy, lại không khởi lên sầu bi khổ ưu não không? Bạch Thế Tôn, không. Lành thay các tỳ kheo, này các tỳ kheo, ta cũng mong thấy ngã luật thủ nào mà ngã luật thủ ấy được chấp thủ như vậy, lại không khởi lên sầu bi khổ ưu não. Ngay cả những quan niệm dựa lên ngã chấp cũng sanh khổ. Này các tỳ kheo, các ông có thấy kiến y nào mà kiến y ấy được y chỉ như vậy, lại không gợi lên sầu bi khổ ưu não không? Bạch Thế Tôn, không. Lành thay, này các tỳ kheo, ta cũng không thấy một kiến y nào mà kiến y ấy được chỉ như vậy, lại không khởi lên sầu bi khổ ưu não. Chấp thủ ngã và ngã sở chấp là ta, là của ta, là cặp bài trùng. Chư tỳ kheo, nếu có ngã thời có ngã sở thuộc của tôi không? Bạch Thế Tôn, có. Chư tỳ kheo, nếu có ngã sở thuộc thời có ngã của tôi không?
Bạch Thế Tôn có: Chư tỳ kheo, nếu ngã và sở và ngã sở thuộc không thể được chấp nhận là thường còn, thường hằng, thì kiến xứ này, đây là thế giới, đây là tự ngã sau khi chết. Dạ con xin sám hối, con xin đọc lại cái cục này. Đây là thế giới tự ngã sau khi chết, tôi sẽ thành thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển, tôi sẽ trú như thế này cho mãi mãi. Này các tỳ kheo, quan kiến tuyệt đối đó có phải mê si không? Bạch Thế Tôn, quan kiến tuyệt đối đúng là mê si. Năm uẩn là vô thường, cái gì vô thường là khổ, cái gì vô thường là khổ thì không nên chấp thụ. Cái này là của tôi, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào sắc thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thì có hợp lý chăng khi chánh quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. 327. Cứu cánh giác ngộ giải thoát được Phật dạy thế nào trong bài kinh này? Nhận thức một cách toàn diện. Do vậy này các tỳ kheo, bất cứ các sắc pháp nào, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc pháp là cái này phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Cần phải như thật quán với chánh trí tệ, bất cứ cảm thọ nào, bất cứ tưởng nào, bất cứ hành nào, bất cứ thức nào, quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả thức là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Cần phải như thật quán với chánh trí tuệ. Giác ngộ là cánh cửa giải thoát. Chư tỳ kheo, nhờ thấy vậy, vì đa văn thánh đệ tử, yểm ly đối với sắc, yểm ly đối với thọ, yểm ly đối với tưởng, yểm ly đối với hành, yểm ly đối với thức, do yểm ly nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát. Trong sự giải thoát có trí khởi lên, biết được đã giải thoát. Vì ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì làm đã làm, không còn trở lui tại đây với một đời sống khác. Bậc A-la-hán hoàn toàn giải thoát. Chư tỳ kheo ấy được gọi là vị đã vứt bỏ đi các chướng ngại vật, là vị đã lấp đầy các thông hào, là vị đã nhổ lên cột trụ, là vị đã mở tung các lề khóa, là bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. Và thế nào là tỳ kheo đã vứt bỏ đi các chướng ngại? Ở đây, các tỳ kheo đã đoạn trừ vô minh, cắt tận gốc rễ, làm cho như cây bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo đã vứt bỏ đi các chướng ngại. Này các tỳ kheo, thế nào là kheo đã lấp đầy các thông hào? Ở đây, này các tỳ kheo đã đoạn trừ tái sanh và sự luân chuyển sanh tử, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai và không có khả năng sanh khởi. Chư tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo đã lấp đầy thông hào. Này các tỳ kheo,
Thế nào là tỳ kheo đã nhổ lên cột trụ ở đây? Này các tỳ kheo, tỳ kheo đã đoạn trừ khác ái, đã cắt tận gốc rễ, làm như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo đã nhổ lên cột trụ. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo đã mở tung các lề khóa ở đây? Này các tỳ kheo, tỳ kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo đã mở tung các lề khóa. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy ở đây? Này các tỳ kheo, tỳ kheo đã đoạn trừ ngã mạn, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. Chư tỳ kheo, tỳ kheo đã giải thoát, như vậy thì chư thiên ở đế thích thiên giới, phạm thiên giới, sanh chủ giới, sẽ không tìm được dấu vết của tỳ kheo ấy. Nếu nghĩ rằng y ở đây có thức của Như Lai, vì sao vậy? Chư tỳ kheo, ta nói ngay ở hiện tại, một Như Lai không thể tìm thấy dấu vết. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Và Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng cùng xích Phong Lan đã hép từ mẫn bốt bài. Xa thu, xa thu. Xin xuống mình. Anh là một bậc thầy vậy. Hôm nay là ngày 30 cuối tháng, có lẽ các vị giảng sư bận đi thuyết pháp ở các chùa. Nên Thượng Tọa Phật Đăng cũng vừa thuyết pháp ở chùa Giác Quan, đang trên đường đi về mà về chưa tới, không có vào trong được. Không biết hôm nay sư đệ có thể giảng cho hết cái phần cuối của bài kinh được hay không? Ngày mai này thứ năm là ngày của sư đệ. Mai sư huynh sẽ giảng.
Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ thượng tọa Thượng Chiêu, đảnh lễ chư tôn đức thượng trà, chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi cố nói và hy vọng rằng quý vị có thể nghe được. Và nó không rõ nhưng mà quý vị cố nghe. Bề kinh, ví dụ cái cưa là một bề kinh rất là quan trọng. Từ một cái nhận định sai lạc của tỳ kheo Arithat, Đức Phật đã cho chúng ta thấy là những cái quan kiến về thế giới, về giáo pháp thực sự không có đơn giản, là những điểm rất là tế nhị mà không phải là người ngoại đạo, mà ngay cả người con Phật cũng phải đặc biệt suy xét mới có thể lãnh hội được. Đọc thì dễ, nhưng mà hiểu, một cách chính xác không phải là chuyện đơn giản. Thưa quý vị, hôm qua chúng ta đã đi qua phần 1. Và hôm nay chúng ta đi vào phần thứ 2, nói về sự nhận thức từ cái lãnh hội sai lầm cho đến lãnh hội đúng đắn, rất là khác, rất là trái ngược lẫn nhau. Đối với thế giới này thì thưa quý vị, ở trong kinh thường đưa ra một thế giới gọi là nội phần và thế giới ngoại phần. Nội phần là năm quận của chúng ta: sắc quận, thọ quận, tưởng quận, hành quận, thức quận. Và ngoại phần là tất cả những gì được nghe, được thấy, được cảm nhận, được tưởng tri. Với một người có học Phật pháp và có tu tập thì hiểu rằng cho dù nội phần hay là ngoại phần, và nếu mình chấp thủ đây là tôi, đây là ta, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi, thưa quý vị, chúng ta giống như một người mà đi mượn người khác. Mình mượn đồ, mình cứ đinh ninh là của mình. Nhưng mà khi thật thì chỉ là của tạm thôi. Ở bên Mỹ, người ta có một cái hệ thống kinh tế là suốt đời đa phần người ta phải chi trả cho những gì mà người ta có được. Ví dụ chiếc xe, thường là mua chiếc xe, xe của mình đó, mình chỉ bỏ ít tiền đặt cọc mang về. Nhưng mà thật ra mình không làm chủ hoàn toàn. Và cái người chủ thực sự của chiếc xe đó là nhà băng, ngân hàng cho chúng ta mượn tiền. Mình lấy của mình thì nó tạm thôi. Nhưng mà nếu mà hàng tháng mà không trả tiền, người ta đến sẽ kéo xe. Điều rớt rêu là đôi khi chiếc xe chạy 3-4 năm vừa trả hết tiền,
thì sẽ bị hư, hay là có những nhu cầu khác, mình phải mua sách mới và tiếp tục mượn tiền, tiếp tục xài của tạm, tiếp tục vay mượn. Bây giờ người ta có một cái hình thức là cho thuê xe dài hạn, rồi leasing, thuê dài hạn, thì giống như là mình mua xe vậy, thì cái nào cũng hàng tháng mình trả số tiền nữa. Nhưng mà khi mình hết cái giao kèo mà thuê xe, thì mình không có giữ xe cũ và mình cũng phủi tay, mình lại thuê xe mới. Mới nghe thì có vẻ như mình mua xe đó, thì cuối cùng mình làm chủ được xe và mình thuê xe, thì hết giao kèo thì mình trắng tay. Nhưng mà người nào sống ở Mỹ lâu thì đều hiểu rằng dù là mua xe hay thuê xe giống nhau, nghĩa là tháng nào cũng phải trả tiền, không trả tiền thì không có xe chạy. Cái ví dụ này nó cũng giống như là chúng ta nói về thế giới này. Chúng tôi làm trụ trì trong ngôi chùa, trách nhiệm là trách nhiệm của mình, nhưng bảo là chùa chùa của mình không phải. Khi nào mà có hư hỏng, có sửa chữa thì mình phải lo. Nhưng mà thứ gì chùa không thuộc về của ai hết, có sẵn như vậy. Chúng tôi thường giữ một số đồ đạc của Hòa Thượng Hộ Giác ở trong phòng vật kỷ niệm. Nhìn những đồ vật này đã có thời mình gọi là của Hòa Thượng. Hòa Thượng ra đi thì Hòa Thượng cũ không mang theo được. Đối với tất cả chúng ta trong cuộc sống này, cái nhà mình ở chỉ là cõi tạm, là quán trọ. Ngay cả cái thân của mình mà mình có đi thì mình cũng xài một thời gian rồi thôi, mình không làm chủ hoàn toàn đó. Và những ai mà không học Phật Pháp, không được hiểu giáo pháp của Đức Phật, thì nghĩ là đó là của ta, là ta. Bây giờ chúng ta đi xa một bước xa nữa, tức là câu 200, 325. Khi mình nghĩ cái gì của ta mình có sung sướng. Ví dụ như mình có chiếc xe đẹp, người khác không có xe đẹp thì mình cảm thấy mình khổ. Nhưng mà rồi mình có xe đẹp, mình có thực sự sung sướng hay không? Cũng như mình nghĩ rằng cái ý tưởng là đây là của ta, đây là ta, đây là tự ngã của ta, nó vô thưởng vô phạt, đâu chết ai hết, đâu có gì không khổ. Nhưng mà kỳ thật thì bị khổ lắm, khổ lắm kìa. Đức Phật ngài nêu lên một vấn đề đầu tiên là những gì của những nó có làm cho mình khổ không? Ai chết thì mình không có buồn, nhưng khi nghĩ đó là người thân của mình buồn. Đồ đạc của ai bị hư hao, bị hủy hoại, bị cháy, mình không có buồn. Nhưng mà cái gì mình nghĩ là của mình nó bị mất, mình buồn. Thì thưa quý vị, chúng ta phải tu và phải đem cái tâm khách quan mà nói, thì mình mới thấy rằng cái gì mà mình nghĩ là của mình mong như vậy, mình tin như vậy,
mà nó không còn là của mình nữa thì mình khổ. Điều đó điều chắc chắn. Không có ai mà cố chấp là cái gì của mình mà mình khi mình mất nó mà không khổ hết. Cái giá phải trả là tại vì mình nghĩ của mình. Từ cái ngã sở chấp đó, quý vị có thể chờ chúng tôi một chút xíu. Thưa vị, như vậy thì Đức Phật dạy rằng rất nhiều cái đau khổ ở trong đời sống của mình thôi. Và đôi khi mình không biết nó ở đâu đến, nhưng mà thật sự là cái đau khổ nó đến từ cái ngã chấp của chúng ta. Mình có tu có định hơn nó mình mới thấy hết rồi. Mình càng chấp càng khổ. Ở đời là vậy, dù cái thân mình chấp nó còn khổ, cái cảm giác mình chấp nó còn khổ. Giống như ai đụng chạm đến tôi, ai làm tổn thương đến tôi, tất cả những điều đó đều là ngã chấp hết. Mà có ngã chấp thì chúng ta có khổ. Mà chúng ta phải hiểu cái hậu quả tai hại của nó. Bây giờ trong câu 326 là thế nào nhận thức đúng đắn về thế giới sau lời Phật dạy? Đầu tiên là nếu chúng ta thực sự hiểu lời Phật dạy mà lấy công tâm mà nói thì tất cả cái gì mà mình nghĩ là của mình đều là vô thường hết. Cha của mình, mẹ của mình, bà con quyến thuộc, tài sản, kể cả quê hương của mình, kể cả thân của mình, nó không đứng yên một chỗ. Nó luôn luôn hằng chuyển, luôn luôn thay đổi. Trái đất mà chúng ta đang sống nó còn vô thường thì nói chi là nhà là cửa, nói chi là thân của mình. Ngay cả cái thế thái dương hệ này mà không cần phải đọc ở trong kinh, mà ngay cả các nhà thiên văn, các nhà khoa học ngày nay đều nhìn nhận rằng không phải một thái dương hệ mà nguyên cả một thiên hà, một galaxy, một Milky Way thì đều vô thường. Nó có sanh rồi có diệt, có hình thành những chủ ý hoại thì rất là đơn giản. Và Đức Phật hỏi là có cái vật gì mình sở hữu mà không bị vô thường không? Không có đâu, tất cả đều vô thường. Thì Tỳ Kheo trả lời như vậy, Đức Phật khen này: không thấy một vật sở hữu nào nắm giữ mà vật sở hữu ấy mãi mãi thường còn, thường hằng.
không chịu biến và có thể trú như vậy. Với Đức Phật thì hỏi thêm là nếu tất cả đều vô thường và những ai mà chấp gọi là ngã luân thủ, tức là chấp là đây là ta, là của ta, là linh ngã của ta, thì có sầu bi khổ nào không? Có chứ, mà khổ. Mình có một cái pho tượng hay là một cái chén quý, mình quý lắm mà đó là của mình, rồi nó bị bể đi, mình đau chứ. Nếu mà mình xem nó thường thì mình đâu có nghĩ đâu mua làm gì, đâu sống làm gì, mình đâu trân trọng nó làm gì. Nhưng một khi mình trân trọng nó thì mình khổ. Chẳng những ngã luân thủ mà khổ, mà những cái quan niệm mà dựa y cứ trên cái đó cũng làm cho mình khổ. Ví dụ như là danh vọng, chức quyền. Ví dụ như là quan điểm rằng à, cái này nó phải thế này, cái kia phải thế kia. Mà nó được như vậy thì mình khổ. Rất nhiều cái đau khổ chúng ta là những quan điểm mà nó dựa trên cái ngã luân thủ, dựa trên ngã chấp, dây mơ rễ má hoặc xa hoặc gần hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Có lần chúng tôi nghe một vị tỳ kheo cũng thân bị nói chúng tôi rằng hồi xưa con nghĩ cái tâm con rộng lắm, nhưng lần con đi với một số chư tăng và Phật tử, Phật tử khen một vị sư khác thuyết pháp hay, tự nhiên trong lòng con có vui vì nó cũng thuyết pháp mình thuyết pháp, mà mình thuyết pháp bị Phật tử không khen, họ khen bị kia. Thưa quý vị, chúng tôi rất là cảm kích cái lời trình bày thành thật bị sư bạn đó. Nhưng chúng tôi cũng nói thêm rằng ở trong những trường hợp đó mình mới thấy lời dạy của Đức Phật rất là hay, thật là tuyệt. Bởi vì hãy có ngã chấp thì có sầu bi khổ ưu não, đơn giản vậy thôi. Sầu bi khổ ưu não thì ngã chấp, có ngã chấp sầu bi khổ ưu não. Mà chưa hết, Đức Phật này còn giải rằng hãy mình chấp là hãy mình chấp ngã thì chấp ngã sợ, hãy mình chấp có cái ta thì mình chấp cái của ta, mà chấp cái của ta thì chấp cái ta, hai cái nó luôn luôn đi song song với nhau. Không thể nào người chấp ngã mà không chấp cái của, mà không thể nào người chấp của ta mà không phải chấp cái ta. Mà như vậy thì ở trong đời sống mình càng có nhiều, nào là tài sản đồ vật, nào là học vị địa vị chức vị, nào là công danh sự nghiệp, mà cái gì gọi là của mình, của mình đó, thì cái đó luôn luôn đi đến ngã chấp. Và người nào có ngã chấp thì luôn luôn chấp thì ngã sợ, hai cái đó nó luôn luôn gắn liền nhau. Mà chấp ngã ngã sợ thì mình khổ. Mình khổ được. Thưa quý vị, Đức Phật ngài trở lại với một cái ý tưởng, với một lời giải thích mà Đức Phật giải thích rất nhiều lần, và đặc biệt là tìm thấy trong kinh Vô Ngã Tướng. Ngài hỏi từng câu hỏi, từng phần. Ở đây chúng tôi nói có tắt, nhưng thật ra Đức Phật hỏi từng phần. Thí dụ ngài hỏi về sắc, ngài hỏi về thọ, ngài hỏi về tưởng, ngài hỏi về hành, ngài hỏi về thức. Ngài hỏi này, chư tỳ kheo, sắc quẩn là thường hay là vô thường? Sắc quẩn là chúng ta nói thân của mình là thường hay vô thường? Giống như tuần trước chúng tôi không đau răng, tuần này đau răng là vô thường. 10 năm trước
chúng tôi không tóc bạc, bây giờ tóc bạc trắng đầu, đó là vô thường. Hồi xưa mình đi đâu nhanh nhẹn, bây giờ mình đi chậm lên chút, đó là vô thường. Thì nếu mình trả lời cho đúng thì bạch Đức Thế Tôn, sắc quẩn là vô thường. Bởi Đức Phật dạy hỏi rằng cái gì vô thường, là khổ hay là vui, khổ hay là lạc. Chúng ta thường nghe ra nói chỉ gọi là an cư mới lạc nghiệp, cái gì ở đâu nó yên tại đó thì mới là hạnh phúc chứ. Nếu một người thân một thân nữa, một người trung thành không trung thành nữa, chiếc xe chạy tốt bây giờ nó hư, cái thân đang khỏe bây giờ nó bệnh, thì rõ ràng đó là vô thường. Mà cái vô thường đó nó là khổ hay vui thì rõ ràng là khổ. Cái gì vô thường là khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng? Khi mà nhận thức rằng, chúng tôi xin lỗi quý vị, trong cái bản kinh để chánh quán, ở đây không dùng chữ chánh quán, có hợp lý chăng khi mà nhận định rằng cái đó phải chánh quán, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này tự ngã, rõ ràng là nó hợp lý. Tuần lễ này thưa quý vị, chúng tôi đi xa mới về, rồi bị nhổ răng, nói không rõ. Tôi gặp một lúc ở chùa có 5 cái đám, 2 đám đang thì tôi mất rồi, còn ba cái đám kia là quý Phật tử đang bệnh rất nặng, trong thời kỳ chuẩn bị ra đi của hospice, hoặc là đang nằm liệt giường. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng đến gặp và nói chuyện cà phê. Thưa quý vị, tụng kinh là tụng, nói chuyện là nói chuyện, nhưng mà có một điều tôi thấy rất là rõ đó, là câu nói Đức Phật là cái gì vô thường thì rất là khổ, và cái gì vô thường là khổ thì hoàn toàn không có nên quan niệm rằng đó là ta, đó là của ta, là tự gạt của ta. Lúc đó mình mới thấm thiết. Bây giờ quý vị từ cái nhận thức chân thực đó, chúng ta bước sang một cái giai đoạn kế nữa, cái hành trình mà cứu cánh giác ngộ giải thoát được Đức Phật dạy như thế nào. Thưa quý vị, cho quý vị chờ chút một chút. Thứ nhất là cái nhìn của chúng ta phải là cái nhìn toàn diện, nó phải nhìn từ mãn, từ mãn. Nhìn từ mãn là mình thấy cái này là vô thường, nhưng mà cái khác không có vô thường. Thí dụ như mình nói là vô thường, nó cái bông hoa là vô thường, nhìn nhận. Nhưng mà mình nói cái thân của mình, cái linh hồn của mình nó không có vô thường. Hay hoặc giả là cái nhỏ nhỏ, như chiếc xe chạy 3-4 năm thì mà hư, nhưng mà thấy cái nhà thì nó, mình xài cả đời của mình thì cái nhà không có vô thường, chỉ có chiếc xe vô thường thôi. Cái đó là chúng ta nhìn phiến diện, chúng ta không nhìn toàn diện. Nhìn toàn diện là cái nhìn mà thấy tất cả đều có chung cái tự tánh là vô thường. Tất cả sắc thọ tưởng hành thức nào dù trong đời quá khứ, hiện tại, tương lai, bên trong bên ngoài, thô thiển vi tế, hạ liệt thù thắng, gần hoặc xa, tất cả những pháp ấy cần được nhận thức đúng là thực tướng. Như vậy đó không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Chúng ta học đạo thường chúng ta không có học toàn diện đâu. Có
Con người mình lạ lắm thưa quý vị. Nhiều khi cái hiện tại không vui nhưng mà quá khứ thì vui. Hiện tại không có đáng nhớ nhưng mà quá khứ đáng nhớ, hay tương lai đáng nhớ. Bởi vì có nhiều người họ từ chối hiện tại, họ kể hoài chuyện quá khứ, ngồi đó cứ nhắc chuyện quá khứ. Quá khứ là đẹp, quá khứ là vĩnh hằng, quá khứ mãi mãi là như vậy. Nhưng mà thật ra nếu chúng ta hiểu cho kỹ thì chắc thọ tưởng hành thức dù trong quá khứ, hiện tại, vị lai, dù trong ba thời nó đều là vô thường hết. Mình phải thấy như vậy mới thấy là toàn diện. Nội phần hay ngoại phần, nhiều khi thưa quý vị bản thân mình không có chắc, thậm chí mình chán lấy ngoại hình của mình đó. Nhưng mà mình lại sùng bái, lại hâm mộ cái ngoại hình của người khác. Hoặc giả là đôi khi mình nhìn thấy cái sự vô thường, khổ, vô ngã ở người khác nhưng không thấy bản thân của mình. Cái phân ranh của nội phần ngoại phần ảnh hưởng lớn với chúng ta rất lớn. Cũng việc đó mà ở người khác mình thấy nó xấu mà ở mình lại không xấu, ở người khác mình thấy nó vô thường mình không thấy nó vô thường, ở người khác mình thấy nó giả giả hợp nhưng ở mình thấy nó bình thường. Vì vậy dù là bên trong bên ngoài thì nội phần ngoại phần đều nhất thể, đều giống nhau. Thô hay tế? Thô là ví dụ như mình nghĩ rằng với người nghèo, người xấu, người cô đơn mới khổ, những người giàu, người đẹp không khổ. Lâu lâu mới nghe ai nhắc là người giàu cũng khóc. Nhưng vì thật cái khổ thì dù là nam, dù dù đẹp, dù già, dù trẻ, dù lãng mài hay là công chúa, hoàng tử, ai cũng khổ hết. Không phải là mua không khổ, không phải là tổng thống không khổ. Bởi vì dù thô hay tế thì bản chất giống nhau, đó là vô thường, đó là khổ, đó là vô ngã, hạ liệt hay thù thắng. Đôi khi người mình nghĩ rằng sắc thọ tưởng hành thức ở của người mình đó là một loại thô hạ liệt, nhưng mà cõi trời nó sâu sắc, cõi trời bền bỉ. Nhiều người sống ở trong một đất nước nghèo nào đó thì nghĩ chỗ đó là khổ. Qua cái xứ phát triển giàu có không có khổ, không phải, ở đâu cũng có cái khổ, ở đâu cũng vô thường. Xa hay là gần, chúng ta thường hay có một cái ảo giác về cái cự ly. Được. Ảo giác về cự ly là thường cái xa nó đẹp hơn, cái gần thì không đẹp, cái gần đẹp, cái xa không đẹp. Nhưng cái nhìn đó, nhìn phiến diện, tất cả đều giống nhau hết. Và khi một người có tu á, thì người nhìn thấy một cách nhất quán rằng bất cứ sắc, thọ, tưởng, hành, thức nào, dù trong quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi thế, hạ liệt, thủ thắng, gần hoặc xa. Tất cả những sắc đó, thọ đó, tưởng đó, hành đó, thức đó, đều không phải là ta, không phải của ta, không phải từ ngã của ta. Cái nhìn như vậy là cái nhìn toàn diện. Rồi từ cái nhìn toàn diện này, một người tu tập hay là hành giả tiếp tục tiến bước trên con đường tu tập qua những cái công đoạn, do hiểu vậy, thấy vậy, vì tới là yểm ly, đối với sắc yểm ly, đối với thọ yểm ly, đối với hành yểm ly, đối với thức yểm ly, tức là nhàm chán. Yểm ly tức là không có bám víu nữa. Yểm ly có nghĩa là không còn chấp thú nữa. Do yểm ly thành bị ly tham, do ly tham tâm được giải thoát. Ly tham ở đây tức là cái tâm không có dính mắc, tâm không dính mắc thì được giải thoát. Và khi tâm được giải thoát á, thì trí tuệ khởi lên, vì biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm và không còn trở lui trạng thái nữa.
Thật ra đây là một mô tả rất là ngắn về hành trình giác ngộ giải thoát. Thưa quý vị, tiếp đến là Đức Phật nói hình ảnh của một vị viên giác hay là vị hoàn toàn giác ngộ, là một bậc ứng cúng. Được ứng cúng là A-thăng, đôi khi chúng ta âm là A-la-hán. Một bậc hoàn toàn giác ngộ được hiểu như vậy bởi vì trong ngôn ngữ diễn tả của Đức Phật, đó là vị đã dẹp bỏ các chướng ngại, lấp đầy các thông hào, nhổ lên cột trụ, mở toan các ổ khóa, hạ xuống cây cờ và đặt cánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. Một cái mô tả rất là tượng hình, một mô tả rất là đẹp. Và thật ra ai mà hiểu được những điều này thì có thể phần nào cảm nhận sự cao sâu ví dụ khả cầu của vị giác ngộ. Trước nhất là đó là vị vứt bỏ các chướng ngại. Như chúng ta đi đường đó, mà thưa quý vị, chỗ này có vật cản, chỗ kia vật cản, mình phải leo qua, mình phải dẹp bỏ. Chúng tôi nhớ một lần trời bão mà chúng tôi đi cứu trợ, lúc chúng tôi cũng có cái giấy đặc biệt của ông dân biểu tiểu bang, đến một cái vùng mà quân đội họ chưa có dọn dẹp dọc kịp. Lúc đó mình mới thấy rằng có bao nhiêu là những cái mái tôn, những đống rác cây mà nó cản trở đường mình đi, và con đường mình đi nó không giống như con đường mọi khi. Nhưng mà may mắn cái đoạn ngắn thôi, tới đi tới một đoạn mà người ta đẹp rồi thấy nó thông suốt lắm. Thì với một vị mình thì hiểu rằng vô minh ái dục nó là cái chướng ngại lớn. Và đoạn lận vô minh thì thông suốt, không còn chướng ngại. Ở đây vì là lót đề các thông hào có thể hiểu lầm, tại vì chữ thông hào thường dùng ở trong trận chiến ấy, người ta đào những thông hào để đi lại an toàn. Từ toàn từ siêu của chúng tôi thì có cái kỷ niệm là hồi nhỏ sống ở quê ngoại ấy, thì nhà ngoại có hay đào những đường mương để làm, người ta lấy ruộng người ta làm vườn để từ ruộng mà là vườn thì họ đào những cái mương, lấy đất ở dưới mương đắp lên thành những cái líp, tức là những cái bờ vườn, và trên cái líp người ta trồng cây. Có cái vui rất là những cái mương nó liền với nhau thì bơi xuồng đi được, nhưng mà khi mình đi lại thì những cái mương đôi khi nó cản trở. Và chú nhớ hồi còn nhỏ đó là còn sức mà lâu lâu phóng quá phóng từ bên mương này, bờ này qua bờ kia, đôi khi phóng không tới lọt xuống nước. Nếu mà mình hành trình mình đi mà nó quá nhiều cái mương như vậy mà không có cầu thì quá thật là phiền. Thì cái câu mà gọi là
lấp đầy các sông Hào ở đây, cũng hiểu như là lấp đầy các cái mương để nó cản đường vậy. Mình đang đi về có cái mương cản ngang mà không có cầu, mình phải tìm cách phóng qua thôi. Hoặc giả là hồi nhỏ người ta bắt cái cây nhỏ nhỏ, mình phải leo cái cây băng qua. Nhổ lên cột trụ, nhổ lên cột trụ. Cột trụ ở đây chỉ cho khắc ái, tên tha. Tên tha giống như là cái gì ta bám chặt, bám rễ. Giống cái cột mà đóng sâu vào trong lòng đất vậy. Nhổ lên không phải dễ. Đời sống của chúng ta bị cái khắc ái, nó giam chân lại, nó cột rối lại, nó khiến cho chúng ta không có sống trong, không có giải thoát được. Nhổ lên cái cột trụ khắc ái thì quả thật là một việc lớn. Phá toan các ổ khóa, lên chỉ cho năm hạ phần kiết sử, thân kiến hoài nghi với cấm thủ, dục ái và sân. Thân kiến hoài nghi với cấm thủ, đó là về cái nhìn, dục ái và sân thủ cái bản năng, cái nhìn sai lạc và cái bản năng mà nặng về cái thích và cái không thích đó. Nó tạo năm cái hạ phần kiết sử, đó là những ổ khóa mà nó giam chúng ta lại. Khóa tung những ổ khóa chúng ta mới bước ra bên ngoài được. Hạ xuống cái cờ. Cái cờ ở đây chỉ có năm thượng phần kiết sử. Đặc biệt là mạng. Mạng là cái mà lấy gì chúng ta đề cập. Đây là ta, là của ta, tự ngã của ta. Hạ xuống cái cờ. Câu cuối cùng rất là hay, là vì tỳ kheo mà đạt đến cái cảnh giới như vậy thì dù chư thiên đế thích, phạm thiên, ma vương không tìm được dấu vết phết của vị ở. Đức Phật dùng chữ một Như Lai, một Như Lai. Như Lai thì không phải chỉ với Đức Phật mà chỉ chung tất cả các vị A-la-hán. Ta nói ngay ở hiện tại, một Như Lai không thể tìm thấy dấu vết. Tất cả chúng ta sống đều đi theo những cái nếp nhất định của vô minh và ái dục. Khi vô minh và ái dục không còn nữa thì không để lại dấu vết gì trong trầm luân này. Vậy thưa quý vị, với phần này Đức Phật đã cho chúng ta thấy một cái hình ảnh về hành trình giác ngộ giải thoát. Chúng tôi rất tiếc là bài kinh này là bài kinh rất là quan trọng, lời kinh rất là đẹp. Nếu chúng ta có nhiều thời giờ thôi, chúng ta cần đọc sâu hơn. Hôm nay thì chúng tôi cố gắng để điều khuyết cho thượng tọa Pháp Đàn, nhưng mà thứ gì thật ra thì chúng tôi nói chuyện cũng còn đau, giống như quan hệ chúng tôi không có nói nhiều. Bây giờ thì bạch thượng tọa Siêu không biết thượng tọa còn ở trước máy không. Nếu thượng tọa Siêu còn ở trước máy, xin tỉnh thượng tọa nói cho vài lời ở trong lúc chọn các câu thảo luận. Không biết thượng tọa Siêu còn ở trước máy không. Dạ, dạ, kính thưa tôi tôi xin. Thank you.
Buddha, lễ Phật kính lễ Pháp kính lễ Tăng. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa nữ quý Phật tử, như lời thượng tọa đã đọc ở bài kinh hôm nay, là bệnh thuyết để gắn ví dụ về chiếc bè, chỉ với chuyện đó thôi chúng ta cũng thấy một điều rất là quan trọng. Đối với vấn đề ví dụ như một như người bắt rắn, một số người ngu si họ học pháp, học giáo lý, sau khi học giáo pháp này họ không có quán sát những cái ý nghĩa với trí tuệ, chúng học pháp chỉ vì lợi ích, muốn chỉ trích người khác, vì mục đích muốn chỉ trích người khác, vì mục đích muốn khoái khẩu biện luận, và chúng không đạt được mục tiêu mà cái sự học pháp hướng đến, vì pháp ấy nắm giữ sai lạc nên đưa đến cái sự đau khổ bất hạnh lâu dài. Như người đi bắt rắn, mà không biết cách nắm lấy cái đuôi của con rắn, thì bị rắn nó xoay lại nó cắn. Còn nếu như một người mà họ học pháp, biết dùng cái trí tuệ quan sát suy tư đúng cái ý nghĩa, và người này học pháp nhằm cái mục đích là
là để được giải thoát, nhằm mục đích là để thực hành đưa đến sự an lạc, không có muốn chỉ trích người khác, không có muốn biện luận. Và họ đạt được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Đây là vấn đề thứ nhất mà chúng ta ôm lại cái phần đầu, chúng ta thấy điều rất là bổ ích cho chúng ta khi chúng ta học cái bài kinh này. Một khía cạnh thứ hai nữa, mở đây chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị, chúng ta ôm lại cái cũ, đó là Đức Phật là ví dụ về chiếc bè. Giáo pháp mà Đức Phật giảng cho chúng đệ tử như là chiếc bè để vượt qua để đưa qua sông, chứ không phải là để nắm giữ. Ngài nói lên một cái thí dụ có người đi đến một cái vùng nước rộng không có cầu bắc qua từ bên này đến bờ bên kia, người đó muốn đi qua bên kia an ổn không có sợ hãi, nhưng không có thuyền để đi qua, liền nhặt cây khúc bất thư thường dọn quan hỷ cầm biết lời trong rung không nghe được được kính thỉnh thường dọn quan hỷ trở lại.
dường như máy của sư tổ siêu nói lâu thì nghe không rõ, khi mà sư tổ mới nói thì nghe rất là rõ, nhưng mà vài phút vừa qua chúng ta không còn nghe rõ nữa. Quý vị quan hỷ chờ trong giây lát, hy vọng rằng nếu mà sư tổ siêu có thể dạ kính thỉnh thương đoạn. Thưa quý vị, chúng ta cần kiên nhẫn một chút chờ đợi, có lẽ là đường truyền của sư tổ Từ Siêu đang có vấn đề, nên bây giờ sư tổ cố gắng nhưng bị gián đoạn rồi. Ở đây trong chờ đợi sư tổ Từ Siêu thì chúng tôi muốn nói thêm một điểm là ngày nay nhiều người có cái khuynh hướng là mình học Phật pháp thì học cái gì mình thích, nhưng mà thưa quý vị, cái mình thích đó, nó không hẳn là tốt cho mình đâu. Như mình đi học á, ở đời này không phải mình đi học là lúc mình đi học học cái gì mình thích đâu. Có những thứ ban đầu mình sẽ không thích, nhưng mà mình chịu khó, cố gắng, tiêu hóa thì về lâu về dài sẽ tốt cho mình. Nếu chúng ta học Phật pháp mà chúng ta không chịu khó đi vào những cái phần khó hiểu, nhiều lý vô ngã chẳng hạn, hay là không lắng nghe những điều rất là lợi lạc, nhưng mà nghe khó nghe như giáo lý vô thường chẳng hạn, thì thứ gì chúng ta sẽ thiệt thòi. Thiệt thòi là bởi vì chúng ta bỏ qua những phần rất là quan trọng. Chúng ta xin lỗi Phật tử là vì vậy chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ vào trong chùa thì có nhiều phần ở trong giáo pháp mà mình học, mình chỉ là học thôi, lúc cũng có ý kiến gì hết, nhưng mà sau này thì càng ngày càng thấy có lợi, rất có lợi, và thấy được đời siêu đã trở vào rồi, kính trình thượng tọa Hoa Kỳ commit đấy.
Thưa quý vị, bữa nay tôi việc thực tập siêu rất là cố gắng nhưng mà rồi vẫn không có liên tục, bởi vì đôi khi tình trường bị yếu như vậy. Thưa quý vị, chúng tôi rất là cố gắng để nói chuyện nhưng mà trong miệng cũng còn đau lắm. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi đề nghị như vậy là quý Phật sẽ quan giúp cho một bữa nữa là để băng giảng đi cho nửa giờ còn lại, rồi ngày mai này chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ đi hết chương trình cho quý vị. Hôm nay thật ra cũng còn hơi khó chịu nhiều, và quý vị quan hỷ á, và xin cảm ơn quý Phật sự rất là nhiều. Nam mô Bụt Thầy. Một chân bên biển Tây, với năng lực thần thông như vậy mà vị đã đi suốt cả 100 năm mong rằng đi tận cùng của thế giới. Giống như ngày nay có những cái phi thiền mà đi tìm những cái hành tinh hà khác, hay là đi tìm coi có một cái thế giới tương tự như vậy không. Như trong kinh điển nói rằng Đức Phật Ngài có thể quan sát đến nghe thấy sinh hoạt được 1 tỷ thái dương hệ. Nhưng mà ngày nay dù khoa học có giỏi cách mấy, đi chỉ có một góc thái dương hệ mà thôi, chưa hết cả một thái dương hệ. Mà năng lực của vị chánh đẳng chánh giác này có thể thấy, nghe, nói chuyện, đến sinh hoạt được 1 tỷ thái dương hệ. Như vậy biết là không gian vô cùng, thời gian vô tận, không thể nào đi tìm được cái chỗ nào cùng thế giới. Nhưng mà Đức Phật Ngài rất khéo nói, khéo thuyết, không phải đi như vậy mà tìm được sự tận cùng thế giới. Nhưng nơi nào chấm dứt đoạn tiệt tham sân si, thì tại chỗ ấy chúng sanh đó xem như là tận cùng của cái kiếp sống, gọi là tận thế, tức là cái ngũ uẩn ở đó được chấm dứt hoàn toàn, không có tiếp nối nữa. Tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung. Nhưng mà đối với vị chứng quả A-la-hán rồi thì mới có thời chung kết, đó là đi đến tận cùng của thế giới, gọi là nó tóm tắt là tận thế. Còn người ta nghĩ rằng thế là con người sẽ chết hết, hay là trên thế gian này có những trận đại hồng thủy, gọi là tận thế. Thậm chí có những cái bản kinh thánh họ rao truyền rằng như trước đây nó 2000 năm tận thế, nhưng mà tới 2000 năm không tận thế thì người ta muốn cho kinh thánh có linh nghiệm phải tổ chức những cái cuộc như bên Nhật Bản có đường hầm, họ làm cho những cái chất độc chết hàng loạt người như vậy để chứng minh kinh thánh nói đúng, vân vân, nhiều điểm khác như vậy. Có những nơi họ tín đồ ngoan đạo, họ tin tưởng, họ chuẩn bị lương khô vật thực, sợ tới ngày đó tận thế không có gì ăn, thì đó là cái sự sợ hãi của chúng sanh là hữu tình. Nhưng sự thật không phải rằng tận thế như vậy. Ngày xưa bên Ấn Độ có những bà la môn giáo, là những bọn giáo sĩ bà la môn chuyên là cúng cầu nguyện. Họ lợi dụng những cơ hội nào đó như mưa gió tối trời tối đất, hay là có những cuộc động đoan phân, hay có những điều nào đó
thì họ đưa lên những cái ý niệm hay là quan niệm đề cập đến vua chúa, hãy tổ chức đại tế đàn, tiểu tế đàn để cúng tế đồ phước cho tai qua nạn khỏi, tiêu tai tiêu quả vân vân. Mà trên thực tế thì không phải cầu nguyện mà tiêu được, nhưng bọn thầy cúng này thường làm như vậy để thu hút lợi lộc của tín đồ. Như câu thừa nước đục thả câu, thì cả mấy ngàn năm về trước, bọn giáo sĩ Bà La Môn đã đang và sẽ làm tiếp tục cho tới ngày hôm nay cũng vậy. Thời gian gần đây trên thế giới xảy ra những cuộc thiên tai, như bên Mỹ, Hoa Kỳ thì có những trận lốc xoáy, bên Nhật Bùa Bão thì có những động đất sóng thần tsunami, rồi tiếp đến những lò hạt nhân bị rò rỉ, hay là như ở Đài Loan mà bị những cái cơn lũ lụt như vậy, vân vân. Thì trước cái tai nạn khiếp đảm kinh sợ đó, cũng có những người thừa nước đục thả câu, có những vị mang hình thức tu sĩ Phật giáo mà dùng những danh từ như là đó là sự trừng phạt của Thượng Đế. Bây giờ muốn cứu vãn thế giới phải tổ chức ra 100, chắc chắn sẽ cứu rỗi trời ơi, vượt qua thiên tai như lốc xoáy lũ lụt sóng thần v.v. Đây là một chuyện quan đường mà của những bọn thầy cúng lợi dụng cơ hội đó để thu góp những tín đồ nhẹ dạ, những người thiếu trí đóng góp vào đó để họ hưởng cái lợi lộc tiền bạc, chứ không thể giảng được những cái thiên tai động đất sóng thần như vậy đâu. Nhưng nếu mà những người họ làm những việc mỹ dân dối thế lừa gạt, mà họ nói những câu nghe những người nhẹ dạ dễ tin lắm, họ dùng những từ chắc chắn, lấy gì làm chắc chắn? Đó là những câu chuyện hoang đường, không có thể lấy gì bảo đảm. Nếu có nói như vậy thì được, như cái câu mà cổ Đức thừa nhắc, nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, hà sầu thế giới dũng đau binh. Như tất cả chúng sanh không có làm cái nghiệp sắc thì có lo gì cái thế giới có chiến tranh, có đau binh. Vì không có tranh, không người nào cũng giữ giới, không có sát sanh, thì không có việc giết hại lẫn nhau, thì làm gì có sợ hậu bi. Chứ không phải là cầu nguyện suông mà thế giới chấm dứt ba tay nước lửa binh được đâu. Rồi cũng có những người họ đề nghị như là ăn chay này kia để cứu rỗi quả địa cầu vân vân. Còn những chuyện nhảm nhí quan đường, lợi dụng những cơ hội thiên tai lũ lụt và tuyên truyền như vậy, quý vị biết không? Nếu nói đúng theo kinh điển Phật giáo thì Đức Phật Ngài đã nói trước rồi, đây là cái thời gian chúng sanh ác pháp càng nhiều, phiền não càng tăng, tuổi thọ sẽ càng sụt. Cứ mỗi 100 năm như vậy là tuổi thọ chúng sanh nhân loại bớt đi một tuổi. Thời Đức Phật là 100 năm, bây giờ đã trải qua 26 thế kỷ, thì bây giờ tuổi thọ của nhân loại còn học 74 tuổi mà thôi, lấy mức trung bình. Nhưng mà cứ mỗi 100 năm như vậy tuổi thọ sụt xuống cho tới lúc còn 10 tuổi, thì bây giờ người nữ có chỉ khoảng 5 tuổi thì đã là có chồng có con rồi. Như vậy đó. Và đến lúc mà họ sẽ, đấy bây giờ mới có xảy ra cuộc đại tam tai là nước lửa binh suốt 7 ngày. Người chết như rà. Sau 7 ngày đại tam tai như vậy rồi, thì số người còn sống sót lại gặp nhau họ không phân biệt màu da sắc tóc, không còn phân biệt tín ngưỡng gì cả, chỉ là người với nhau, ôm nhau họ khóc. Và họ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hứa hẹn với nhau từ đây về sau phải giữ cái giới không sát sanh, không sát hại nữa. Như vậy họ giữ được một giới
Do đó cái tuổi thọ bắt đầu tăng lên. Rồi sau nó xảy ra những chuyện như trộm cắp, họ đồng thanh tương ứng, nguyện giữ không có giới, không có trộm cắp, họ tà dâm, nói dối, uống rượu, giữ đầy đủ năm giới, thì cái tuổi thọ từng từ tăng lên cho tới 8 ngàn tuổi, 80 ngàn tuổi. Thì bây giờ Đức Phật Maitreya Bồ Tát hiện đang ở cung trời Đỗ Xích, Ngài mới giáng sinh xuống trần thành đạo. Như vậy thì không thể nó không có cái dục mà tận thế của quả địa cầu này ngay trong thời điểm này. Vì Phật trong tương lai, nhưng chúng ta nói đây là theo cái tín ngưỡng của chúng ta trong Phật giáo đi. Mặc dù chúng ta tin đó là điều xác quyết, nhưng mà chúng ta có thể mở ngoặc động mặt, chỉ nói những gì mà khoa học có thể chấp nhận được, không cần phải niềm tin. Đó là nếu như con người mà biết an hiền ở lành thật sự, mà giữ được na ngũ giới này thôi, thì sẽ không có việc xảy ra những việc đau khổ. Quý vị thấy ngày nay họ giết với nhau bằng những quả bom tự sát. Tự nhiên cái nước của người ta có sự bất ổn gì đó, rồi đem bom đến mà dội người ta chết hàng loạt như vậy, rồi cứ ân oán chồng chất với nhau. Đây là cái thời kỳ tuổi thọ càng sụt, ác pháp càng tăng, không thể nào cứu vãn được. Nhưng mà nếu chúng ta là những Phật tử có trí, thì bây giờ chúng ta chỉ tìm con đường lối thoát của mỗi cá nhân chúng ta là thọ trì tam quy ngũ giới cho được trong sạch. Sau khi thân hoại mệnh chung, nhờ quả phước này mà sanh lên cõi trời, cho đến khi Đức Phật Maitreya Di Lặc ra đời, giáng sanh xuống tu hành để giác ngộ giải thoát. Chứ còn cái thời gian này tuổi thọ càng ngày càng sụt, ác pháp càng tăng, không thể nào mà ngăn chặn được. Đừng có nói chi ăn chay, ăn sỏi, ăn đá cũng không có qua khỏi cứu vãn được cái câu này. Ngày nào cũng những tăng trưởng những ngôi nhà kính, kiến càng ngày càng nóng, những ống khói của các lò xí nghiệp nhả ra làm lũng những khí quyển trên bầu trời, nóng lên băng giá trên Bắc Cực nó tan ra, thì dĩ nhiên nó tràn ngập xuống. Đây là những việc mà khoa học người ta phải la lên, phải cứu vãn. Con người có tự cứu lý nhau hay không, hay là vẫn tiếp tục tăng trưởng? Mà nghĩ điều này rất khó. Mà đây là thời thọ càng ngày càng sụp. Mà tôi khuyên quý vị thọ trì tam quy ngũ giới giống như là cá nhân cho mọi người, nhưng mà mỗi người đều làm được như vậy thì đã đóng góp cho môi trường thế giới, an sinh sinh thái của thế giới. Khi dự lễ đại hội Quế Sắc ngoài Hà Nội, có một vị đại trưởng là đại đức người Tây Phương vẫn đắp y, nhưng mà màu y ở Thái Lan rất đẹp. Khi lên ngài thuyết trình xong, người ta hỏi ngài Phật giáo cần làm gì để có hòa bình cho thế giới, an sinh cho xã hội. Ngài trả lời một câu rất đơn giản, thấm thía vô cùng mà cả hội trường đều vỗ tay. Nó không cần làm gì cả, chỉ cá nhân mỗi người mình dọn mình làm sao cho được trong sạch tốt đẹp là mình đã đóng góp sự hòa bình cho thế giới, an sinh cho xã hội. Nghe đơn giản, nhưng mà làm trong sạch là sao? Là thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu không có nói láo, không có nói đâm thọc, không có nói lời hung dữ, không có nói lời ly gián chia rẽ, ý không tham ác, sân ác, tà kẻ ác. Đó là làm cho mình trong sạch, làm cho tốt đẹp. Tại sao? Là mình không phóng quế bừa bãi, ra đường không khạc, không nhổ, không làm mất vệ sinh. Cũng như trong kinh Đức Phật dạy các vị tỳ kheo, khi quăng bỏ những vật gì đó còn thừa vật thực, hãy đổ những nơi nước không có côn trùng, không có cỏ xanh. Vì đổ trên cỏ xanh thì cỏ xanh chết, đổ có nước côn trùng, côn trùng mới chết. Thì tự mình làm như vậy xem như là có sạch sẽ, thì chính bản thân mình đã có đóng góp cho môi trường sinh thái của xã hội.
mình không ôm vô cái niềm đi giết người, đó là mình không sát sanh, thì mình đã đóng góp vào sự hòa bình của thế giới rồi. Không phải cần mà la hét sùm, không cầu khẩn gì cả. Cầu khẩn làm sao? Chúng sanh tạo những tội lỗi ác nghiệp mà làm sao mà cầu khẩn được? Cổ Nhân Đức có câu: niệm triệt kháng đại bi chú, kháng tận di đà kinh, chưởng qua quần đất qua, chưởng đậu quần đất đậu, kinh chú bổ mà từ bi, quan kết di hà dạy. Dầu cho tụng đọc hết toàn bộ kinh Di Đà thuộc lòng chú đại bi, nhưng mà kinh chú vốn là từ bi, tạo quan trái làm sao mà giải được? Hãy trồng dưa đặng dưa, trồng đậu đặng đậu, sát sanh trộm cắp vân vân, rồi cầu nguyện như những cắt cổ con gà làm thịt, cái nhổ cái lông nó được tụng bảy biến chẳng sanh là cắt cổ. Ai cắt cổ người chúng ta được tụng chẳng sanh, thì chúng ta có chịu hay không? Mà nghĩ rằng đó là tốt là đẹp cầu nguyện, đây là chuyện nhảm nhí quan đường mỹ dân lừa gạt. Đạo Phật của chúng ta là đạo của người có trí, không phải đạo của người không có trí. Đến để mà thấy, không phải đến để mà tin. Không dễ tin khi nghe những người tà sư ngoại đạo như kẻ mù hướng dẫn, rồi nghe đâu tin đó, không suy chánh tà. Nên điều này cần phải được hiểu. Nhưng mà thôi, việc đời của thế gian không kệ, người ta muốn làm sao người ta làm. Chư chỉ thiết giảng nhắc nhở cho chư Phật tử tín đồ trong nội bộ của chúng ta hiểu biết điều này, chúng ta có điểm nương tựa. Ngày xưa Bà La Môn thờ cúng cầu nguyện, đó là cái tiêu chuẩn của bọn thầy cúng. Họ đến hỏi Đức Phật về những phương pháp tế đàn. Đức Phật dạy: những tế đàn không có sắc sanh có công đức hơn những tế đàn có sắc sanh. Rồi những cái tế đàn không sắc sanh không bằng bố thí đến một lời thú một bữa ăn. Bởi vì tế đàn cầu cúng như vậy tuy không sắc sanh, nhưng mà cái gian giái cầu nguyện xuống không có công đức bằng bố thí con chó con mèo một bữa ăn, cũng có phước báo cả ngàn kiếp không bị làm ngạ quỷ. Rồi còn hỏi có tế đàn nào khác thù thắng hơn, quả báo hơn? Nó có, là bố thí cho một người một bữa ăn thì phước báo sẽ gấp trăm lần bố thí tới lại bàn sanh, dù không có giới nhưng mà vẫn hơn là thuộc bà thú vật. Bố thí 100 lần đến người thường không có giới không bằng một lần cúng dường đến người có giới, dù đó là ngũ giới. Từ ngày so sánh từng đó lên các bậc thánh, nhưng tạm thời chúng ta dừng lại thì mới thấy rằng người có thọ trì ngũ giới, có gìn giữ ngũ giới, phước báo to lớn hơn tất cả những sự thờ cúng cầu nguyện xuống. Đó là một điều mà chúng ta hãnh diện rằng may mắn được làm Phật tử của Phật giáo Theravada nguyên thủy, chỉ tin nghiệp và quả của nghiệp, chứ không có sự tin nhảm ông này bà kia, không cầu khẩn ai cả. Thường thường tôi hay nói đùa, cái thờ cúng cầu nguyện tôi xài phân nửa thôi. Tôi thờ mà không có cúng, thờ Phật cái tôi không có cúng vật thực lương gì cả, nước ăn uống hay gì cả, mà chỉ nguyện không có cầu. Cầu ai? Dù chư thiên thì cũng như những người thiện nam tín nữ giàu có. Khi tôi muốn làm gì đó tôi nguyện, tôi muốn làm đó chư thiên hùng phước hỗ trợ, cũng như Phật tử kêu hùng phước thì chư phước cho. Chứ chư thiên các vị đó tạo việc thiện, như là những vị Đức Đế Thích xuống cũng để bát cho ngài Ma Kassapa hay là ngài Sariputta hay Đức Phật, nhờ vậy mới có được phước, chứ không phải là các vị đó tự nhiên mà có cái phước là có quyền thưởng phạt gì cả. Vì vậy tin vào cái lý này, chúng ta thấy dù chư thiên cũng vậy, chúng ta cũng vậy, nên tạo phước báo làm chỗ nương tựa. Còn như tôi nói khi nãy, cái thời kỳ này ác pháp càng tăng, tuổi thọ càng sụp, không thể nào cứu vãn được. Nhưng mà thọ trì cái ngũ giới đó
là cho cá nhân mỗi người như có chiếc phao nương tựa, cũng như những người xuống thiền. Bây giờ mình lo hết mọi người bằng một cách này cái kia hay cầu nguyện xuống không được, mà cho mỗi người một cái phao. Nếu thiền nó chìm thì mạnh ai nấy lội, vì mỗi người có chiếc phao. Thì chính đó là phương pháp hữu hiệu nhất. Đi trên máy bay người ta cũng thông báo vậy, mỗi người có một cái phao, khi có sự cố thì chính cái phao đó sẽ cứu lấy người đó, chứ không phải là nói để cầu nguyện hay là chung chung mà chế độ hết không được. Ngày xưa có câu chuyện một đoàn đi buôn khoảng 700 người ra ngoài khơi thiền chạm đá, thiền bị lũng nước chảy vào. Những người trong thiền hoảng hốt sợ hãi, người cầu ông này bà nọ, người cầu khẩn chư thiên vân vân, thánh thần thượng đế chẳng hạn. Nhưng một người thiện nam đệ tử của Phật giáo, vị ấy ngồi xếp bằng yên tĩnh, không chạy, không có lo sợ, không có chạy, cũng không có thắc mắc. Những người kia mới hỏi người thiện nam đó, cái chết sắp đến bạn không sợ sẽ ngồi tự nhiên như vậy? Thì người thiện nam này trả lời, vì cái thiền nó đã lũng thì không phương cứu giảng, dầu có than khóc sợ hãi cũng vậy thôi. Nhưng mà sở dĩ tôi bình thản được là vì trước khi đi ra biển, đi theo đoạn thương thiền, tôi đã có trai tăng, có thọ trì tam quy ngũ giới. Bây giờ tôi suy niệm lại công đức cúng dường bố thí, đến cái ân đức tam bảo, đến những cái giới mà tôi đã thọ trì trong sạch. Nên nếu cái chết nó có đến thì nhờ phước với cái năng lực này, tôi sẽ sanh lên thiên giới cõi trời. Cũng giống như người sắp bỏ cái áo cũ mà có được áo mới thì đâu có lo sợ gì. Những người trong ghe như vậy không biết còn cách nào khác hơn, nên hỏi những trong thiện nam, chúng tôi có thọ trì quy giới như ông được không? Được. Thì ông thiện nam này hướng dẫn cứ một tóp như vậy 100 người truyền sang 700 người, xong rồi thì thiền chìm xuống. Tất cả 700 người đó với người thiện nam này đều được sanh lên thiên giới là chư thiên. Đây là cách mà tôi muốn nói với quý vị, giống như trang bị cho quý vị mỗi người một cái phao cá nhân, tức là mỗi người thiện nam tín nữ hãy thọ trì tam quy, giữ ngũ giới trong sạch. Dầu cái thế giới này có xảy ra tam tai phải chết đi nữa, nhưng có cái điểm tựa là có ngũ giới là nương tựa cho chúng ta, chứ không phải mà thờ cúng cầu nguyện mà giữa ba tay nước lửa binh được đâu. Vì cái đại nghiệp cộng nghiệp chung của chúng sanh như vậy thì chúng ta chỉ còn lối thoát cá nhân cho mỗi người. Cũng giống như trong chuyện Tam Quốc, khi mà Tào Tháo đem binh đánh Lưu Bị ở Tương Dương, biết trước cái sự việc như vậy, Khổng Minh mới khuyên Lưu Bị hãy là thối quân, hãy đi tránh đi. Nhưng Lưu Bị tỏ ra nhân đức, thương yêu bá tánh, không nỡ bỏ đi. Nhiều lần khuyên không được, Khổng Minh phải tìm cách bằng cách đi về đường thủy chứ không ở tại Tương Dương, vì biết cái trận này không thể nào tránh khỏi. Thật trong trận Tương Dương đó, Khổng Minh không à, nhưng mà dù Lưu Bị không nghe, Khổng Minh vẫn dàn binh bố trận để cứu vãn tình thế, đến được cho Lưu Bị không nên đuổi chết, nhưng bản thân Khổng Minh phải tìm lối thoát. Thì khi mà xảy ra trận Tương Dương, hao binh tổn tướng không biết bao nhiêu, hậu chúa Lưu Thiện cũng sắp chết vân vân, quý vị nào đã bất thì biết chuyện đó. Tôi nhắc câu chuyện này làm gì? Để nói rằng người có trí như Khổng Minh khuyên Lưu Bị bỏ thành mà đi không được, thì chính bản thân ông cũng phải tìm cách lối thoát. À, thì đây là cách duy nhất xử sự của người có trí là như vậy. Bây giờ cả thế giới như vậy, ngựa lửa thì muôn xe, nước chỉ một gào, chúng ta làm sao mà chế độ được hết? Đừng có nghĩ nghe nó từ năng giữ chúng sanh chi lạ, bi năng bạc nhiếp tiếp chúng sanh đi khổ. Bây giờ tôi đã cố gánh giác cứu hết chúng sanh, địa ngục thể bất thành Phật,
và của hết trên địa ngục. Đây là câu chuyện nói cho có nói, không bao giờ việc này có thể thành tựu. Làm sao mà gánh hết cái nghiệp của chúng sanh? Mỗi ngày họ tạo nghiệp ác, thập ác họ làm đầy đủ, khuyên không được. Con người càng hung hãn, mở miệng là đâm chém vân vân, mở miệng là chửi bắn vân vân, rồi đủ cái nghề sát hại lẫn nhau, càng người càng đông. Trong kinh nói họ nhìn nhau như những con thú rừng, con này trực giết con kia. Thì bây giờ thôi không thể nào làm được. Thì cá nhân mỗi người có thọ trì tam quy ngũ giới, đó là tự tạo cho mình cái hòn đảo để nương tựa, không nương tựa bất cứ một vật gì trên trời là vậy. Trở lại cái bài kệ mà Ngài Tịnh Sự đã nói, đời là người, cõi với hành vi, cái lô cắt là thế giới, là người, là chúng sanh. Trong đó có như là 12 hàng người, chẳng hạn như người khổ, người lạc, người nhị nhân, người tam nhân, bốn đạo, bốn quả, vân vân, đó là người. Cõi là nói về những cái cõi riêng của chúng sanh, như cõi dục giới có 11 cõi, bốn cõi khổ như địa ngục, ngạ quỷ, A-tu-la, rồi có nhân loại là 5, 6 cõi trời dục giới như là tứ đại thiên vương, đao lợi, gia ma, đậu đức, quá đạt thiên, tha quá từ đại thiên, đó là 6 cõi trời dục giới. Trên đó có 16 cõi trời sắc giới, cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền, 3 cõi tam thiền và 7 cõi tứ thiền, trong đó có cõi vô tưởng, quảng quả và ngũ định cư. Vô sắc giới là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng, thì đó là 4 cõi vô sắc. Thì cộng chung là 31 cõi này gọi là cõi, thì đó là người, cõi. Và với hành vi là gì? Hành vi đây chỉ cho những hành động thân khẩu ý, thân hành, khẩu hành và ý hành. Thì những hành động của mỗi mỗi chúng sanh, mỗi mỗi loài hữu tình, căn cứ vào hành động đó gọi là nghiệp. Mà Đức Phật Ngài có nói, những loài chim chóc, các loài thú, họ nó phân biệt nhau bởi vì màu sắc lông cánh. Còn con người thì không phải phân biệt bằng màu sắc lông cánh như loài thú, mà chỉ phân biệt nói người đó là người thiện ác bởi những cái hành vi, hành động của người đó. Vì họ tạo thập thiện nên gọi là người thiện, người trí. Họ làm thập ác gọi là người ác, người ngu. Như sát sanh trộm cắp là người ác, người ngu, không sát sanh trộm cắp nên gọi là người thiện, người trí. Nên trong bộ Abhidhamma thứ 5 hỏi Đức Phật, căn cứ vào nghiệp mà nói đến người phải chăng? Nó phải rồi, căn cứ vào người mà nói nghiệp phải chăng? Không nên nói như vậy. Vì căn cứ vào nghiệp mới nói đây là người thiện khổ, người lạc, người vui, người thiện bất thiện, vân vân. Căn cứ vào hành động mà gọi cái tên cho cái chúng sanh đó là thiện hay ác. Đó là ý nghĩa đời là người, cõi với hành vi, tức là những hành động thiện ác. Nên gồm chung người, cõi với cái hành động này gọi là lô cát, là thế giới, là như vậy. Rồi người là người, đời là người, cõi với hành vi, rốt ráo niết bàn chẳng có chi. Rồi đến cái ý nghĩa niết bàn là chấm dứt những hiện tượng sinh tử, chấm dứt ngũ quẩn. Vì niết do nhân trợ tạo mà có nên gọi là hữu vi. Niết bàn không do nhân duyên trợ tạo mà có nên gọi là vô vi. Nhưng không hờ là chân đế là có, nhưng không do nhân duyên trợ tạo, đó là niết bàn. Còn ngũ quẩn cũng là pháp chân đế, nhưng do nhân duyên trợ tạo mới có nên gọi là hữu vi. Mà những cái gì ngũ quẩn thì nó có sanh có diệt, nên có vô thường, khổ vô ngã. Ngược lại, niết bàn vượt ngoài, đối lập, trái lại với ngũ quẩn. Nên niết bàn không có cái vô thường, khổ vô ngã giống như là ngũ quẩn, nhưng gọi là rốt ráo niết bàn chẳng có chi. Những gì ngũ quẩn có, niết bàn không có. Do gì ngũ quẩn hữu vi có vô thường, niết bàn không có những trạng thái vô thường, tức là sanh diệt, nên gọi là thường. Vì rằng ngũ quẩn hữu vi có sự khổ,
bị sự việc bức bách, vân vân. Niết bàn không có trạng thái khổ, nên như vậy nên gọi là lạc. Ngũ quẩn có rỗng không, không có thường lạc ngã tịnh, trong khi niết bàn là một chân thể không tuyệt đối, nên không có lý vô ngã như vậy. Cái sự khổ là cái ngũ quẩn hữu vi luôn luôn bị bốc cháy, bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân si, lửa sanh, lửa già, lửa chết, lửa sầu, lửa bi, lửa khổ, lửa ưu, lửa đảo. Niết bàn không có bị bốc cháy như vậy, nên niết bàn được xem là lạc, vân vân. Đó là một ý nghĩa nên gọi là rốt ráo niết bàn chẳng có chi, chẳng có những cái mà ngũ quẩn hữu vi có, nên niết bàn được gọi rốt ráo cứu cánh. Trong ý nghĩa amata là bất tử, cuối cùng thì sao là như vậy? Tính kể bao năm hoài chẳng hết, là không biết bao giờ. Nói về cái thế giới là các cõi như đã nói thì không gian vô cùng, thời gian vô tận, không bao giờ. Có ân đức niết bàn vượt ngoài thế giới rộng vô lượng bao la, không thể nào nghĩ bàn, nên gọi là rốt ráo. Cái tính kể bao năm hoài chẳng hết, không bao giờ chấm dứt. Chỉ cần biết làm những gì cần làm, đây là khổ, đây là nhân sanh khổ, và đây là pháp diệt khổ, và đây là con đường đưa đến diệt khổ. Chính như vậy lời dạy của Đức Thế Tôn, bậc đạo sư đứng chánh đẳng chánh giác, vì lòng đại bi cứu vớt chúng sanh, chỉ ra con đường phương hướng là như vậy. Rồi đến cái câu thứ tư trong các bài kinh thẻ đó, nó là đặng mà tận thế, đó là toàn vui. Như đã nói khi nãy, danh từ tận cùng thế giới có nghĩa là nơi nào chấm dứt